90 ngân hàng trung ương trên thế giới đã tăng lãi suất để đối phó với lạm phát. Ở trong nước, lãi suất huy động cũng tăng cao ở nhiều ngân hàng thương mại. Huy động tăng, giải pháp nào để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay? Và thưa quý vị, không chỉ Fed mà nhiều ngân hàng trung ương khác cũng nhóm họp trong tuần này. Các ngân hàng trung ương của Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Philippines và Indonesia thì cũng được dự báo đều sẽ đưa ra các quyết định tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Vâng, còn tại Việt Nam thì cuối tuần vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 15 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó thì nhấn mạnh đến mục tiêu ổn định lãi suất, đặc biệt là lãi suất cho vay để hỗ trợ cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh lãi suất ở nhiều quốc gia tăng cao vì lạm phát thì tại Việt Nam, lãi suất huy động 12 tháng bình quân theo thống kê của Chứng khoán Bảo Việt đã tăng thêm 0,29 điểm phần trăm so với cùng kỳ, lên mức bình quân là 5,85% một năm. Tuy nhiên thì mức cao nhất ở một số ngân hàng thương mại đã lên đến 7,4%. Mức lãi suất cao đang thu hút người dân quay trở lại gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. Từ đầu tháng 9, lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng thêm từ 0,2 đến 0,5% ở nhiều kỳ hạn khác nhau. Cá biệt, một vài ngân hàng nhỏ điều chỉnh tăng tới gần 1% một năm. Lãi suất tăng đã thu hút nhiều người quay lại gửi tiết kiệm thay vì các kênh đầu tư khác. So với thời điểm trước đây thì là được tăng 0,4%. Hiện tại là tôi đang gửi cái kỳ hạn 6 tháng. Nếu đối với cái online là 6,6%. Lãi suất tăng chủ yếu ở các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng, thừa nhận tăng lãi suất một phần vì các ngân hàng cần vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay tăng lên, nhưng ngoài ra còn để đáp ứng quy định mới về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước từ mùng 1 tháng 10 tới. Cái mức lãi suất nó đang cao hơn so với các tháng trước, nó rơi vào khoảng tầm 0,3 đến 0,4%. Quan trọng nhất là họ cũng tự tin họ gửi kỳ hạn dài hạn là bởi vì theo cái thông tư của Ngân hàng Nhà nước thì cho phép khách hàng rút trước một phần đến hạn ấy, cho nên họ cũng khá tự tin trong cái việc mà gửi kỳ hạn nó dài từ 6 đến 12 tháng. Cái tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tới đây vào đầu tháng 10 thì Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh từ mức 37% xuống 34%. Vì vậy là các ngân hàng thương mại cũng đang phải cơ cấu lại cái nguồn vốn huy động để tăng cái vốn huy động trung dài hạn lên. Theo thống kê, người dân đã gửi thêm gần 319.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong nửa đầu năm, nâng tổng số dư tiền gửi từ dân cư lên hơn 5,6 triệu tỷ đồng. Đây là nguồn vốn quan trọng giúp các ngân hàng đảm bảo khả năng cung ứng vốn cho vay phục hồi kinh tế. Và khi mà lãi suất huy động tăng thì không ít doanh nghiệp lo ngại rằng lãi suất cho vay cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì mặt bằng lãi suất cho vay chỉ tăng khoảng 0,24% và thấp hơn so với mức huy động. Và đây cũng là mức tăng thấp nhất so với tất cả các nước ở trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Vậy các ngân hàng cân đối vốn như thế nào để có thể kiềm chế việc tăng lãi suất cho vay? Ghi nhận của VTV Money. Đẩy mạnh thanh toán số để thu hút lượng tiền gửi không kỳ hạn CASA là cách mà nhiều ngân hàng thực hiện. Tỷ lệ này ở một số ngân hàng lên tới 40-50%, có nghĩa gần một nửa số vốn huy động vào chỉ phải trả lãi không kỳ hạn với mức khoảng 0,2% một năm, thấp hơn nhiều so với các khoản tiền gửi có kỳ hạn. Rất là cố gắng làm sao mà cân đối cái cấu trúc huy động vốn giữa ngắn hạn, dài hạn và CASA để đảm bảo sao cái mức chi phí vốn của MB nó hợp lý nhất, để qua đó để có cái mức lãi suất tham chiếu và cuối cùng là cái mức lãi suất cho vay đầu ra đối với cái nhóm sản xuất kinh doanh ở mức là tối ưu nhất có thể cho doanh nghiệp. Theo chuyên gia, bản thân các ngân hàng cũng phải cố giữ mặt bằng lãi suất cho vay thấp để tăng cạnh tranh và có cơ hội được Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hạn mức tín dụng. Room tín dụng được xem là công cụ hiệu quả để biết được ngân hàng nào quản trị cho vay tốt, hạn chế tình trạng chạy đua tăng lãi suất, qua đó giúp Việt Nam giảm bớt áp lực từ làn sóng tăng lãi suất trên thế giới. Ngân hàng trung ương của hầu hết các nước đang gia tăng mạnh lãi suất, nhưng mà bối cảnh kinh tế của Việt Nam thì lạm phát vẫn duy trì được ở mức dưới 4%. Do vậy đây là một căn cứ rất quan trọng để cho chúng ta cố gắng có thể vẫn duy trì được một mặt bằng lãi suất thấp và trong chính sách phân bổ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng thương mại cũng chỉ rất rõ là cái sự phân bổ này có ưu tiên cho những tổ chức tín dụng cung cấp lãi suất thấp cho sản xuất kinh doanh cũng như tiêu dùng trong nền kinh tế. Chúng ta cung ứng tiền thể hiện qua cái gọi là room tín dụng là một cái kênh gần như là chủ yếu để đưa vốn cho nền kinh tế. Cho nên việc Ngân hàng Nhà nước vừa rồi mà thông báo bổ sung cái tăng trưởng tín dụng tôi cho rằng rất là kịp thời. Cần phải tạo ra một cái thanh khoản của thị trường thông qua các cái nghiệp vụ bơm hút tiền thông qua mua bán ngoại tệ cũng như là các công cụ của cái thị trường mở
để tạo ra một bằng lãi suất ổn định. Các chuyên gia cũng nhận định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng mạnh lãi suất đang tạo thêm sức ép lớn tới tỷ giá trong nước, buộc các ngân hàng phải tăng lãi suất để duy trì vị thế của đồng Việt Nam. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đang có xu hướng điều tiết thanh khoản ở mức vừa đủ, không còn quá dồi dào như năm ngoái để duy trì lãi suất liên ngân hàng có mức chênh hợp lý so với lãi suất đồng đô. Hiện lãi suất cho vay bình quân dao động phổ biến từ 7,9 đến 9,3% một năm với ngắn hạn. Và trong chỉ thị mới đây thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt, nhất là về tỷ giá, lãi suất và tín dụng. Ở riêng các ngân hàng thương mại cần tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, cùng chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp.